Tỷ Huỳnh và Tú Mi rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong bản tin 17 giờ của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ tư, ngày 3 tháng 1 năm 2018, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Hé lộ nguyên nhân vụ nổ lớn tại Bắc Ninh. Tài xế tông chết năm công nhân đã ra trình diện. Singapore xác nhận đang tạm giữ ông Phan Văn Anh Vu. Đề nghị tử hình Đảng Văn Hiến trong vụ nổ súng ở Đắk Nông Cô cái Việt nghi bị lừa bán sang Malaysia. Phao tinh gạo cao su ở Cà Mau bị xử phạt 10 triệu đồng. Triều Tiên mở lại đường dây liên lạc với Hàn Quốc để đàm phán. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Vào sáng hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2018, trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc ông đã chỉ đạo một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh xuống hiện trường để động viên thăm hỏi những người gặp nạn đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về kho để xử lý dạng phế liệu dẫn đến nổ bên cạnh đó ông nguyễn tử quỳnh cũng thông tin thôn quang độ xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh là nơi tập trung buôn bán vật liệu phế thải và nếu vụ nổ có dấu hiệu vi phạm hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố theo ông vụ nổ xảy ra là sự việc rất đau lòng của tỉnh khi có hai cháu bé bị tử vong và có bốn người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Vụ nổ tại thôn Quang Độ xảy ra vào lúc rạng sáng ngày 3 tháng 1 đã khiến hai cháu bé tử vong và nhiều người khác bị thương. Các nạn nhân thiệt mạng gồm Nguyễn Tiến Nam 1 tuổi, Đặng Thùy Trang 5 tuổi. Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa các thi thể về nhà lo hậu sự. Thưa quý vị, liên quan đến vụ ô tô điên tông 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, ngày 3 tháng 1, Đại tá Lê Văn Canh, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Hà Giang cho hay, Tài xế trong vụ tai nạn đã ra trình diện vào sáng cùng ngày. Cũng theo Đại tá Canh, danh tính tài xế được xác định là Lương Công Hiếu, ngụ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Như đã đưa tin, chiều ngày 2 tháng 1, tại địa bàn xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, cú va chạm khiến hai công nhân tử vong tại chỗ. Ba công nhân còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, nhưng sau đó đều tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra. Cùng với đó, thành phố Hà Giang cũng đã thăm hỏi hỗ trợ mất mát cho các gia đình nạn nhân. Cơ quan nhập cư và hải quan ICA của Singapore ngày 2 tháng 1 đã chính thức xác nhận đang tạm giữ Phan Văn Anh Vu với cáo buộc vi phạm đạo luật nhập cư ở nước này Trước đó, tờ Trice Time chiều ngày 2 tháng 1 có đăng bài viết với tiêu đề ICA tạm giữ đại gia bất động sản Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật nhập cư. Trên giao diện của tin này, sử dụng hình ảnh của ông Phan Văn Anh Vu hiện đang bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. Cũng theo tờ Trice Time, Singapore hiện không có thỏa thuận dẫn độ với Việt Nam. Tuy nhiên, theo đạo luật nhập cư của nước này, ICA vẫn có thể trục xuất người nước ngoài hồi hương trong một số trường hợp nhất định. Trước đó, vào ngày 1 tháng 1, tờ này cũng từng đăng tải thông tin một trùm bất động sản Việt Nam đã bị bắt tạm giam ở Singapore. Ông Phan Phan Anh Vu, 42 tuổi, được cho là đã vào Singapore vào ngày 21 tháng 12 nhưng không thể ra đi vì hộ chiếu của ông đã bị hủy bỏ. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2018, ông Chu Trang Si là người đại diện của ông Vu, nói với tờ Tri Time rằng ông Phan Văn Anh Vu đã bị chặn lại khi rời khỏi Singapore qua trạm kiểm soát tour vào ngày 28 tháng 12. Tờ này cũng dẫn tin báo chí Việt Nam cho rằng ông Vu, chủ tịch của ba công ty ở Việt Nam, đã bị buộc tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Theo báo cáo, cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Vu ở thành phố Đà Nẵng nhưng không tìm thấy ông ở đó. Sáng ngày 3 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ xả súng khiến 3 người chết, 13 người bị thương tại tiểu khu 1535 tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông vào hồi tháng 10 năm 2016. 6 người bị truy tố trước tòa gồm Đảng Văn Hiến, 47 tuổi, Ninh Viết Bình, 35 tuổi, Hà Văn Trường, 32 tuổi, cùng trú tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức về tội giết người bị cáo Đoàn Văn Diện, 37 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, bị buộc tội che giấu tội phạm. Nghiêm Xuân Thiên Sửu, 55 tuổi, phó giám đốc công ty Long Sơn và Phạm Công Thiện, 40 tuổi, trưởng quản lý công ty Long Sơn, cùng bị xét xử về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát cho biết hành vi của các bị cáo Hiến, Bình và Trường có tính chất nghiêm trọng, xâm phạm đến mạng sống và sức khỏe người khác nên cần phải xử lý nghiêm. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hiến mức án tử hình, bị cáo Bình mức án tù chung thân và bị cáo Trường mức án từ 15 đến 16 năm tù về tội giết người. Về phía công ty Long Sơn, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sửu mức án từ 6 đến 7 năm tù, bị cáo Thiện từ 4 đến 5 năm tù về cùng tội hủy hoại tài sản. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Diện từ 2 đến 3 năm tù về tội che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã cho công ty Long Sơn thuê 1.079 hecta đất rừng tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, một số hộ dân đã đến xâm canh trồng điều, cà phê và sang nhượng cho các hộ dân khác. Do đó đã xảy ra xung đột giữa hai bên và gây nên sự việc đáng tiếc trên. Cũng trong sáng nay ngày 3 tháng 1, lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự BC45, công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đang điều tra vụ một cô gái trú ở thành phố Nha Trang nghi bị lừa bán sang Malaysia. Theo đó, anh Vũ trú tại thành phố Nha Trang có đơn trình báo công an tỉnh Khánh Hòa về việc em gái mình là Hồng bị một người phụ nữ tên Tiên lừa bán sang Malaysia, gia đình đã mất liên lạc với Hồng hơn 8 tháng nay. Theo đơn trình báo của anh Vũ, đầu năm 2017, em gái mình liên hệ với người tên Tiên cùng trú tại thành phố Nha Trang để xin việc làm ở Malaysia. Tuy nhiên, sau khi xuất cảnh, Hồng có nhắn tin cho bạn thân qua mạng xã hội Facebook rằng cô bị Tiên lừa. Sau khi sang Malaysia, cô gái này đã phải làm trong tiệm massage, không được trả tiền lương và cũng không được đi ra ngoài. Theo lãnh đạo phòng BC45, sau khi nhận đơn, đơn vị đã mời người tên Tiên, 29 tuổi trú tại thành phố Nha Trang lên làm việc. Bước đầu cô ta khai nhận là người đã giới thiệu cho Hồng sang Malaysia làm việc. Tiên cho biết đầu năm 2017, cô ta sang Malaysia làm việc. Khi về nước, Tiên được một người phụ nữ tên Phượng nhờ giới thiệu người sang Malaysia làm việc. Nếu thành công sẽ trả cho Tiên 1 triệu đồng trên mỗi người. Qua xác minh, việc Tiên giới thiệu Hồng sang Malaysia là có. Hiện chưa làm việc với nạn nhân Hồng, chưa xác định được việc trao đổi tiền giữa Tiên, Phượng và ông Giao thai nên chưa đủ chứng cứ để xử lý Tiên. BC45 đã đề nghị Bộ Công an vào cuộc để giải cứu Hồng. Lãnh đạo BC45 thông tin. Thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 1, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau Nguyễn Cung ơn đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Võ Thúy Hằng, 23 tuổi, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, do cung cấp thông tin sai sự thật. Bà Hằng chính là chủ tài khoản Facebook có tên Thiên Hằng Thiên Bảo, Cụ thể, ngày 19 tháng 12 năm 2017, trên tài khoản Facebook nói trên do bà Hằng quản lý đã đăng dòng thông tin gạo cao su mua tại vựa gạo Cường chợ Cái Nước. Đoạn clip đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng, hàng ngàn lượt like và share, cùng với đó là nhiều bình luận lo lắng về chất lượng gạo trên thị trường hiện nay. Từ thông tin này, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã lập tức kiểm tra các mẫu gạo tại tiệm gạo mà bà Hằng đã nêu trên. Tuy nhiên, các mẫu kiểm tra đều cho kết quả không có thành phần cao su trong gạo. Tại quyết định xử phạt, tránh thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Cà Mau cho rằng thông tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì thế, cơ quan này đã xử phạt bà Hằng số tiền 10 triệu đồng. Hiện tại, bà Hằng đã gỡ bỏ thông tin gạo giả khỏi Facebook cá nhân của mình. Hôm nay ngày 3 tháng 1, Triều Tiên thông báo sẽ mở lại đường dây liên lạc liên triều vốn bị ngừng hoạt động từ năm 2016 để có thể tiến hành các cuộc đàm phán theo đề nghị từ phía Hàn Quốc. Theo đài phát thanh nhà nước Triều Tiên, người đứng đầu cơ quan phụ trách giải quyết các vấn đề liên triều thông báo sẽ mở kênh đối thoại tại làng đình chiến Ba Mâm Trâm ở biên giới hai nước vào lúc 15 giờ theo giờ địa phương, tức 13 giờ theo giờ Việt Nam. Động thái trên của Triều Tiên diễn ra giữa lúc quan hệ liên triều có nhiều tín hiệu tích cực. Trước đó, ngày 1 tháng 1, trong thông điệp chào mừng năm mới 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, đồng thời cho rằng hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên công bố chính thức về việc sẵn sàng tham gia Olympic Pyeongchang, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 25 tháng 2 sắp tới. thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước? Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.